Chắc là 1 tỷ rưỡi đấy. Anh đã ùn sang bên cái đường kìa. Đang phát vào. Cái đường kia là tự người ta làm cho là từ leo dốc từ chân kia xuống. Vâng. Đường này là đấu thầu đồ đường nhựa rồi này. Đấy, chính cái thằng đấu thầu nó mới mua đất dưới này để nó phân lô đấy. Chỗ lô nãy con mua lâu chưa nhỉ? Lô này à? Ừ. Con mua sang sổ từ tháng 5 năm ngoái. Gần 1 năm rồi đấy, đúng không? Xem nào người ta bán được quả đồi nào nữa, gần 1 quả nữa đi. Quanh đây không còn nữa. Bên lại bán bây giờ đắt lắm rồi. Không còn không đủ tiền để mua. Đây đất thì bỏ không đầy nhưng cũng là cái đất nó đất của rừng, đất của lâm nghiệp nên là không có thổ cư. Ví dụ như cái miếng đất của con là full thổ cư, là u có tiền nộp vào thì lên bao nhiêu thổ cư cũng được. Thế còn quanh đây thì có những miếng đất của đất lâm nghiệp ấy thì không lên được thổ cư. Có nghĩa là mua xong á, sau này phải đợi lâm nghiệp nó thanh lý thì mới là đất của mình, còn đất của mình sang sổ của mình nó vẫn thuộc là đất thuê. Về trăm cây. Về đến trên thành phố thì 100 cây. Rồi về đến Sài Gòn thì về đến Sài Gòn từ đây Sài Gòn 200, 190, 200. 200. Gọi nhà ở. Nó đặn giữa. Lên Đà Lạt 100, về Sài Gòn 200. Nó ngủ đây thích hơn, lao động đây thích hơn. Chẳng hạn trên kia bà mặc áo khoác, còn ở dưới này thì nó đơn giản hơn, nó nhẹ nhàng hơn. Nó nhiều lắm mà cả cái khu vực này à? Đúng rồi, cái suối này đẹp mà. Thế sao không mua bên này? Đẹp. Vâng, lấy mẫu bác tí. Là người ta bán cả cái nhà bên Thái. Đâu? Cái nhà Thái. Xây sáu hoa quả cả.
được thì chia lô mà bán không được như tao, cái lô đẹp đẹp lắm nãy. Thôi bà ơi, được thì bây giờ chia lô ra, cô cứ mất tiền. Nên hiểu cái vấn đề này, thực tế đấy mọi người. Ông tính mà nó xin lời, mà xin lời mình cảm thấy là ok chứ. Thế là được rồi bà. Ừ, không đang nói, bà đang nói là cái lô nãy quá siêu lợi nhuận rồi. Đấy. Bây giờ gửi 3 tỷ vào ngân hàng. Một tháng được 15 triệu. Ừ. Một năm mới được 150 triệu. 28 triệu. Ừ. Đây bỏ ra 3 tỷ mua con bà. Ừ. Chưa được mấy tháng. Đúng rồi. 6 tháng rồi. Đúng rồi. Tiền này không phải của mình, tiền của ngân hàng. Đấy bà thấy còn gì nữa, đúng không? Đúng là tiền của ngân hàng. Mượn tiền của nó, mình đời gật bằng của nó. Ừ. Thôi lấy con vay ngân hàng tỷ 7 cái mảnh cuối này. Ừ. Còn cái mảnh trong con vay ngân hàng 2 tỷ. Ừ. Đây. Nói vui và nói thật đấy, lúc đấy mình không có tiền đi. Xong mình bỏ ra, mình cố, mình xoay, xong rồi mình vay ngân hàng, mình mua 2 lô. Được bán một lô đi, mình lời một đồ lô giá, ừ, giờ lời một lô nếu mà ngồi nguyên và làm cả gần chục tỷ một năm. Ừ. Còn bây giờ làm gì ra? Đúng không? Bây giờ nếu mà bán lô này 8 tỷ nó bao nhiêu lời không 8 tỷ đấy. Rồi. Bây giờ cũng là 8 tỷ cũng làm có người làm 30 đời chứ. Đúng rồi, đúng rồi, chính xác, chính xác. Chấp nhận chứ không thể nói là muốn hay không được, nói thế thì bây giờ nó rất là vô cùng. Có nhưng lúc là ví dụ như buôn có khi 500, 50, 100 triệu bán luôn. Ừ. Mầm non à? Đây là trường tiểu học. Học. À, chắc không phải ra ngoài đường. Cái trường tiểu học gì? Mộc An à? Đấy đây thuộc về cái đây vẫn thuộc về huyện xã Lộc An, huyện Bảo Lâm. À. Đây vẫn thuộc về Bảo Lộc nhỉ? Bảo Lâm. À. Bảo Lâm giáp Bảo Lộc à? Bảo Lâm. Bảo Lâm là nó có mỗi cái xã này là giáp đường quốc lộ thôi. À. Nãy là mình là ở Bảo Lộc đúng không? Thì đây là Bảo Lâm. Đi tiếp tí nữa đi qua Bảo Lộc này. Bảo Lộc là nơi mình ở nãy đúng không? À nãy là mình ở gì nhỉ? Mình ở chỗ đấy gọi là gì nhỉ? Đức Trọng. À Đức Trọng, Đức Trọng. Rồi, Đức Trọng.